Dây vợ xấu như quỷ. Ôi, đau quá, đau quá. Anh cố chịu đi, tới nhà anh rồi. Ôi, ôi, chân tôi. Mình sao vậy? Tôi đi săn thú rừng thì bị mắc bẫy. May mà có anh Phú đây, nếu không chắc tôi phải bỏ mạng trong rừng sâu mất. Cảm ơn anh, nếu không có anh thì... Chị đừng như vậy, bao lâu nay tôi lên rừng đi săn, may mà có anh chị cho tôi tá túc lại. Tôi mới là người phải cảm ơn anh chị. Mà thôi, chị vào nhà lấy thuốc, băng bó cho anh, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất. Chị nhà mới sinh, cháu bé còn nhỏ thế kia, anh thì lại bị thương thế này, thì lấy ai vào rừng kiếm thức ăn đây? Cũng chẳng biết làm thế nào, chắc phải nấu cháo ăn qua bữa thôi. Không được, vợ anh mới sinh, cháu bé còn nhỏ, ăn cháo làm sao chịu được. Hay là anh chị đến nhà tôi vài hôm, nhà tôi cũng rộng, cũng có phòng dành cho gia đình anh ở. Ấy chết, không được, ai lại làm thế? Có gì đâu, anh chị đã giúp đỡ tôi bao ngày qua rồi, đây là thời điểm tôi đền ơn anh chị. Quyết định vậy đi, chị vào chuẩn bị ít quần áo, tôi sẽ cõng anh xuống núi. Đây, nhà tôi đây, anh chị vào đi. Sao ông bảo đi lên núi săn thú cơ mà? Sao giờ lại săn được những ba người thế này? Đây là anh em tốt của tôi. Những ngày tôi lên rừng, nhờ có anh chị này cho tôi tá túc đấy. Giờ bà vào chuẩn bị phòng cho bạn tôi ở đây mấy hôm. Toàn mang tiền đi cho thiên hạ. Chỉ khổ tôi là vợ thôi. Anh này, hay là vợ chồng tôi, anh chị đừng nghĩ gì cả. Vợ tôi tính nó thế, kệ nó. Đi vào, tôi chuẩn bị phòng cho anh chị. Ôi, cô làm thế nào dỗ nó đi chứ? Cứ oe oe suốt thế này thì sao mà chịu nổi? Em sao vậy? Bà lại nói gì để cô ấy khóc thế kia? Ơ, ông nói hay nhỉ? Chẳng lẽ cứ cô ấy khóc là lỗi do tôi à? Bà làm gì cũng một vừa hai phải thôi, đừng có quá quắt. Kìa anh, đang yên đang lành thì chớ, đúng là rước họa vào thân. Anh à, chân em cũng khỏi rồi, có lẽ chúng em nên trở về nhà của mình, trên núi thôi. Được rồi, vậy anh sẽ để vợ chồng em đi. Người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ. Thế mà vợ anh thì... Ơ, thế người em quý hóa miền núi của ông về rồi hả? Bà quá đáng lắm, bà không biết giữ thể diện cho tôi à? Vừa ích kỷ, vừa keo kiệt. Đã thế, tôi để bà sống một mình. Ơ, ông, được rồi, ông cứ đi đi. Bà quá đáng lắm, vừa ích kỷ, vừa keo kiệt. Mình lạc đường rồi sao? Chân tôi! Ai cứu tôi với? Cứu tôi với! Ai đó? Ôi, chị! Sao chị lại ở đây? Tôi đi tìm chồng tôi, nhưng đến giữa rừng thì bị lạc. Anh đang ở nhà em, để em cõng chị về đó. Bà lên đây làm gì? Tôi biết lỗi rồi. Tôi xin lỗi ông, xin lỗi vợ chồng cô chú. Tôi thật ích kỷ và ghê gớm. Được rồi, để vợ chồng em đi dọn cơm, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Tôi đi câu đây bà nó ơi. Từ sáng tới giờ mà chưa câu được gì, chuẩn bị về thôi. Dạ, được rồi, một chú cá đã mắc câu. Ông lão ơi, ông làm ơn làm phúc, thả tôi trở về biển đi. Ồ, một con cá biết nói ư. Xin ông, hãy thả tôi về biển. Tôi hứa là sẽ trả ơn ông. Ông muốn gì tôi cũng đồng ý. Được rồi,
ta sẽ thả ngươi về với biển cả. Cảm ơn ông lão. Ông lão cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ trả ơn cho ông. Ta không cần gì cả, hãy trở về với biển cả đi nhé. Ông đi câu mà sao lại về nhà tay không thế kia? Không hiểu hôm nay lũ cá tôm kéo nhau đi đâu hết, tôi không câu được gì cả. Mà có chuyện này lạ lắm bà nó ơi. Chuyện gì mà lạ cơ? Mãi đến cuối ngày tôi mới câu được một con cá vàng, nhưng vô cùng kỳ lạ, nó biết nói cơ bà nó ạ. À. Gì cơ? Nó biết nói ư? Đúng vậy, nó xin tôi thả nó về biển. Nó nói tôi muốn gì nó sẽ trả ơn, nhưng tôi không cần gì cả và đã thả nó xuống biển rồi. Sao ông lại ngốc quá vậy? Lẽ ra ông phải bắt con cá đó trả ơn cái gì chứ? Sao ông không đòi một cái máng lợn? Cái máng lợn ăn nhà mình gần vỡ hết rồi còn gì. Mau, ông mau đi đi. Cá vàng ơi! Ông lão, ông có chuyện gì thế? Cá vàng ơi, hãy giúp ta với. Vợ ta muốn một chiếc máng lợn mới. Máng lợn nhà ta đã mẻ hết cá rồi. Ông lão ơi, đừng lo lắng. Ông cứ về đi, tôi sẽ cho ông cái máng lợn mới. Chà, thật kỳ diệu. Chúng ta đã có một chiếc máng lợn mới. Ông thật là ngốc. Bảo ông đi xin chiếc máng lợn là ông chỉ xin chiếc máng lợn thôi sao? Sao ông không đòi cá vàng cho thêm một ngôi nhà thật đẹp nữa? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Ông đi ngay đi. Tôi không muốn sống trong túp lều lụp sụp này nữa. Cá vàng ơi, bà vợ ta lại muốn có một ngôi nhà mới. Ông lão ơi, trời sẽ phù hộ cho ông và mụ vợ của ông sẽ có một ngôi nhà mới thật đẹp. Chà, ngôi nhà quá là đẹp. Con cá thật tài ông nhỉ. Ông lão nè, tôi nghĩ rồi. Bây giờ tôi lại muốn trở thành phu nhân. Hả? Bà nó nói cái gì? Ông hãy đi xin cá vàng đi. Hãy nói với nó tôi muốn làm phu nhân, chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi. Ông hãy đi ngay đi. Cá vàng ơi, có chuyện gì thế ông lão ơi? Mụ vợ ta đã chán ngôi nhà mới rồi, giờ mụ muốn trở thành phu nhân. Ông lão đừng lo, vợ ông lão sẽ trở thành phu nhân. Ông cứ về đi. Bà đã trở thành phu nhân rồi, bà đã hài lòng rồi chứ? Vợ ta không muốn là nhất phẩm phu nhân nữa, ta muốn làm nữ hoàng của vương quốc này. Nữ hoàng ư? Đúng vậy, ngươi hãy lập tức ra biển nói cho con cá kia biết đi. Mau lên. Cá vàng ơi. Ông lão ơi, có chuyện gì thế? Mụ vợ ta vẫn chưa bằng lòng, bà ấy không thích làm phu nhân nữa, bà lại thích làm nữ hoàng. Ta không biết phải làm sao nữa. Ông lão cứ yên tâm về nhà đi, vợ lão sẽ thành nữ hoàng như bà mong muốn. Bà lão, bà đã trở thành nữ hoàng thật rồi. Vô lễ, ta giờ đã là nữ hoàng cao quý, ai là bà lão của ngươi nữa chứ? Ngươi mau ra biển tìm con cá vàng, nói với nó rằng ta không thèm làm nữ hoàng nữa, ta muốn làm long vương ngự dưới long cung, để con cá phải hầu hạ và nghe lời ta. Không được đâu, bà không thể làm thế được. Tại sao lại không thế? Ta muốn con cá vàng kia phải phục tùng ta. Hãy đi mau, nếu không ta sẽ sai quân lính trừng phạt ông. Cá vàng ơi, hãy giúp ta. Cá vàng ơi, mụ vợ ta giờ lại đổi ý, muốn làm long vương để có thể sai bảo cá vàng. Ôi, lâu đài của tôi, nhà của tôi, máng lợn của tôi. Ngôi nhà trong rừng. Có một bác tiều phu nghèo sống với vợ và ba cô con gái trong túp lều nhỏ ven một khu rừng hẻo lánh. Trưa nay mình để đứa lớn mang thức ăn vào rừng cho tôi nhé, tôi về sợ làm không hết việc. Để nó khỏi lạc, tôi sẽ đem theo một túi kê trải dọc lối đi. Tôi nhớ rồi.
Chào mẹ, con đi ạ. À. Con nhớ đi theo những dấu hạt kê mà cha đã rải dọc đường nha. Ôi, mình bị lạc đường rồi sao? Thế này thì mình biết ngủ ở đâu đêm nay đây? Quái, rõ là mẹ đã dặn mình đi theo những hạt kê mà cha đã rải dọc đường mà. Sao giờ lại chẳng thấy hạt kê nào thế? Kệ thôi, mình cứ đi về phía trước xem sao. Cha, à, con ngồi nhà phía trước, mình sẽ vào nhà xin trú nhờ vậy. Cứ vào đi. Dạ thưa cụ, con lạc đường, cụ có thể cho con ngủ nhờ tại nhà tối nay không ạ? Ơi gà trống, ơi gà mái, ơi bò hoa lông đốm, chúng mày nghĩ sao? Được. Được rồi, ta sẽ cho con ở nhờ đêm nay, nhưng trước hết, con hãy xuống bếp nấu bữa ăn tối cho chúng ta đi, ta thấy đói bụng rồi. Con mệt lắm, giờ chỉ muốn nằm ngủ. Giường ở đâu xin cụ chỉ giùm con. Cô đã ăn với cụ ấy, cô đã uống với cụ ấy, cô chẳng đoái tới bọn này. Giờ ngủ đâu, cô liệu đấy. Con cứ lên gác, sẽ thấy một cái phòng, có hai chiếc giường, trải khăn trắng. Ta cũng buồn ngủ rồi đây. Vâng, vậy con lên ngủ trước ạ. Đáng tiếc, đây không phải là cô gái mà ta cần. Tại sao tôi dặn bà cho đứa lớn mang cơm cho tôi mà chẳng thấy đâu? Làm tôi phải nhịn đói cả ngày hôm qua. Có phải tại tôi đâu, con bé lớn đem bữa trưa cho mình, chắc hẳn nó lạc đâu rồi, mai nó về. Được rồi, lần này tôi sẽ đem thêm một túi đổ. Hạt đổ nhỉnh hơn hạt kê, dễ thấy hơn. Không sợ con lạc nữa, nhớ bảo con gái thứ hai của chúng ta mang cơm cho tôi. Đừng để tôi phải nhịn đói như hôm qua đấy. Ôi, những hạt đổ của cha đâu rồi? Mình nào có thấy đâu, mình lạc đường rồi ư? Lại không phải là cô gái ta cần. Bữa nay mình để con bé Út nó mang cái ăn cho tôi vậy. Con bé biết vâng lời, nó sẽ đi đến nơi về đến chốn, chẳng giống như các chị của nó đâu. Hai đứa ấy cứ như mấy con ong dại, suốt ngày bay nhẫn nhơ. Thấy ông lại muốn mất nốt cả đứa con gái cưng nhất hay sao? Mình đừng lo, con bé Út thông minh và rất khôn, nó sẽ không lạc đâu. Và hôm nay tôi đem đổ Hà Lan đi kia mà. Giống đổ này to hơn giống đổ bình thường, mất dấu đường sao được. Mình biết đi đường nào bây giờ, hay nên quay về? Nhưng nếu mình về, cha sẽ bị đói. Không được, mình phải đi tiếp, chắc cha đang đợi mình. Thưa ông, cháu đem thức ăn đi cho cha, chẳng may lạc đường. Ông có thể cho cháu ngủ nhờ một đêm được không ạ? À? Ơi gà mái, ơi gà trống, ơi bò hoa lông đốm, chúng mày nghĩ sao? Được. Ôi, mấy con vật này xinh xắn quá, bộ lông của chúng mới mượt làm sao. Mình no mà để mấy con vật khôn ngoan kia nhịn đói, có đành lòng không? Ngoài ấy thiếu gì thức ăn, phải cho chúng ăn no cái đã. Chúc cụ ngon miệng ạ. Giờ ta đi ngủ rồi chứ nhỉ? Phải không gà mái? Phải không gà trống? Phải không bò lông đốm? Có đúng thế không? Đúng. Cô đã ăn với bọn tôi, cô đã uống với bọn tôi, cô đã không quên bọn tôi. Đêm nay chúc cô ngủ ngon giấc. Ôi, chuyện gì thế này? Sao cảnh vật lại thay đổi thế này? Dạ thưa,
cô có sai bảo gì chúng tôi không ạ? À? Các bác là ai? Tại sao... Ơ, à, ông cụ nằm ở đây đâu rồi? Ông cụ ấy chính là ta đây. Thực ra, ta là một hoàng tử đã bị một phù thủy hãm hại. Mụ đã biến ta thành một ông già tóc bạc, để ta ở giữa rừng sâu. Ba người hầu thân cận của ta biến thành gà mái, gà trống và bò sữa. Phép yêu ấy chỉ được giải khi nào có một người con gái tốt bụng tới đây, không những biết thương người mà biết thương cả giống vật. Người con gái đó là nàng. Nửa đêm hôm qua, nàng đã giải thoát cho bọn ta. Ngôi nhà cổ giữa rừng đã thành nguyên hình là cung điện của ta trước kia. Vậy chàng có biết hai chị của thiếp hiện giờ đang ở đâu không? Đó là hai cô gái ích kỷ. Họ đang phải chịu hình phạt nhốt dưới hầm. Họ sẽ phải hầu hạ một người đốt than ở đó cho tới khi nào họ biết sửa lỗi, biết thương yêu súc vật, không để chúng khỏi đói khát. Nàng là một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Nàng có bằng lòng cưới ta không? Ta sẽ che chở và bảo vệ cho nàng suốt cuộc đời này. Ta sẽ tổ chức một đám cưới trang trọng nhất. Em gái của thần mưa. Trong thời gian qua, các vị thần đã làm rất tốt vai trò của mình. Chúng ta hãy cùng nhau mang lại sự sống cho con người và muôn vật. Hãy tiếp tục như thế. Và lý do ta họp mặt các thần ở đây hôm nay là để chào mừng một vị thần mới. Em gái của nữ thần mưa, hãy tiến ra đây. Em gái của nữ thần mưa ư? Cô bé đó chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Em gái bé bỏng, chúng ta là những vị thần đầy quyền quy. Hãy tự tin bước ra diện kiến mọi người đi nào. Kính chào mẹ thiên nhiên và các vị thần. Con là cơn mưa nhỏ. Con sẽ cố gắng giống như chị của con, trở thành một nữ thần mưa giúp ích cho đời. Từ nay, con sẽ theo chị mình, mang mưa đến cho vạn vật sinh sôi. Hãy trở thành vị thần mưa tài năng và đức độ nhé. Chà, em gái nữ thần mưa chắc chắn phải rất tài giỏi rồi. Đúng vậy, nữ thần mưa tài năng vậy cơ mà. Tất cả các khu rừng rộng lớn đều được thần mưa tưới nước sinh sôi. Cứ khi nào mưa rào xuất hiện là ta biết nàng mùa hạ đã về và ta sẽ được nghỉ ngơi. Bao nhiêu ngàn năm qua, nữ thần mưa luôn đúng lịch, không sai một ngày. Chị mình giỏi quá, mình phải trở thành một vị thần như chị. Bây giờ, chị em ta sẽ đi làm mưa dưới trần gian. Em hãy đi theo chị và làm phép giúp mọi người nhé. Vâng ạ. Dọc đường đi, họ gặp một lão hà bá đang hướng lên trời khẩn thiết cầu xin. Nữ thần mưa, xin nàng hãy giúp tôi. Tôi sắp cạn khô vì thiếu nước rồi. Hãy để cháu giúp ông ạ. Cháu cũng có thể tạo ra mưa. Cảm ơn cơn mưa nhỏ, cháu thật tốt bụng. Sao vậy nhỉ? Cháu sẽ cố thêm lần nữa. Cháu xin lỗi, cháu không đủ sức làm mưa to hơn giúp ông. Hãy để ta. Tạ ơn nữ thần mưa. Cảm tạ nàng đã cứu sống dòng sông này. Cơn mưa nhỏ, em nhìn kìa, phía trước nhiều khói quá, rất có thể bên dưới có đám cháy. Chúng ta hãy xuống thấp hơn xem. Chị, để em thử. Ừ. À! Em không sao chứ, cơn mưa nhỏ? Em gái bé bỏng, sao em buồn thế? Chị ơi, em buồn lắm. Em rất muốn giống như chị, trở thành một nữ thần xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng em không thể tạo ra những cơn mưa lớn. Mọi người chỉ cần có chị thôi. Em thật vô dụng. Cơn mưa nhỏ của chị, mỗi vị thần đều có sứ mệnh riêng của mình.
em không thể giống chị, tạo nên cơn mưa lớn vì nhiệm vụ của chúng ta khác nhau mà. Thật vậy ạ? Nhưng sứ mệnh của em là gì? Đúng vậy, em sẽ tự tìm thấy nó. Giờ thì mùa đông đã qua rồi, hãy theo chị tạo nên những cơn mưa nhỏ. Nhưng để làm gì hả chị? Em thấy những cơn mưa nhỏ của em không ai mong đợi cả. Cứ đi cùng chị, em sẽ biết. Ôi, nữ thần mưa, đang làm mưa to quá. Mùa xuân của tôi không thể đến được. Một cơn mưa phùn mỏng manh, lất phất mới có thể kéo xuân về. Mấy tháng qua làm phép mệt mỏi, ta cần mùa xuân đến để được nghỉ ngơi. Nữ thần mưa, nàng hãy nhìn xuống trần gian. Cơn mưa của nàng làm chồi non và nụ hoa nát hết rồi. Chúng ta cần một cơn mưa nhỏ. Ta chỉ có thể làm cơn mưa to như mưa rào mùa hạ. Ta không thể hóa phép như mọi người mong muốn. Em gái ta sẽ giúp mọi người. Ra đi em, giờ là sứ mệnh của em. Đúng vậy, đúng vậy. Hãy mau làm phép đi cơn mưa nhỏ. Chị ơi, em có thể làm được sao? Mọi người cần em. Em đã nhận ra sứ mệnh của mình chưa? Mùa xuân đã thật sự đến rồi. Giỏi lắm cơn mưa nhỏ. Em thấy chưa? Ai cũng có sứ mệnh của riêng mình mà người khác không thể thay thế. Chỉ cần chúng ta nhận biết được sứ mệnh của riêng mình và hết lòng vì nó, chắc chắn sẽ giúp ích được cho đời. Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn chị của em. Pedrito và ông Bụt. Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một cậu bé tên là Pedrito. Pedrito cùng mẹ của mình sống trong một căn nhà nhỏ. Hai mẹ con cậu kiếm sống qua ngày bằng việc hái và bán lá cây coca. Có một hôm, Pedrito của mẹ, mẹ rất mệt không thể đi chợ cùng con được. Hôm nay, con hãy mang chỗ lá coca mà chúng ta đã hái trước đó đi ra chợ bán một mình nhé. Vâng, mẹ cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Con lớn rồi, con có thể tự mình đi được. Thế là Pedrito vác rõ lá cây coca lên vai và đi. Khi cậu đến bờ sông, thì bất chợt có một cơn gió thổi những chiếc lá coca bay khắp nơi và rơi cả xuống mặt nước. Ôi không! Tất cả chỗ lá đã bị gió thổi bay hết rồi. Mẹ sẽ giết mình mất. Sao con có thể không cẩn thận như vậy được chứ? Nếu không bán được thứ gì, thì hôm nay chúng ta lấy đâu tiền để mua thức ăn? Mình phải làm gì bây giờ? Pedrito bé bỏng của ta, làm sao con lại ngồi đây và khóc thế này? Ông ơi, tất cả số lá coca mà mẹ cháu bảo cháu đi bán đã bị gió thổi bay hết xuống nước rồi. Không có nó thì cả ngày hôm nay hai mẹ con cháu sẽ không lấy tiền đâu để mua thức ăn nữa. Con đừng khóc nữa, ta đã có cách rồi. Cách gì vậy hả? Ồ! Ta tặng cho con lừa này. Đừng coi thường nó. Khi con cho con lừa này ăn, nó sẽ nhả ra vàng đấy. Hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé. Vậy là Pedrito dắt con lừa về nhà. Và giống như ông Bụt nói, con lừa khi ăn xong liền nhả ngay ra một cục vàng. Từ đó, mẹ con Pedrito sống sung túc và không còn phải vất vả lên rừng hái lá coca về bán nữa. Nhưng hàng xóm của Pedrito có một người tên là Juan. Mặc dù hắn rất giàu có, nhưng lại có tính tham lam. Biết chuyện của Pedrito, hắn ngày đêm thèm muốn có được con lừa của cậu. Nào lừa ngoan, hãy nhả vàng ra cho ta đi. Khi thấy con lừa không còn nhả ra vàng như trước nữa, vì nó là con lừa tầm thường của Juan, Pedrito rất buồn. Cậu chạy ra bờ sông và bắt đầu khóc. Con trai, có chuyện gì mà con lại ngồi đây khóc nữa vậy? Ông ơi, con lừa lúc trước ông cho cháu không còn nhả được ra vàng nữa. Bây giờ nó chỉ là một con lừa bình thường thôi ạ. Sao lại có chuyện đó xảy ra nhỉ? Nhưng không sao, ta sẽ cho con món đồ này hay hơn con lừa đó nhiều.
Ây da, bây giờ ta cho con chiếc khăn ăn này. Nếu con trải khăn lên bàn vào buổi sáng, con sẽ có một bữa sáng thịnh soạn. Nếu trải nó vào buổi trưa, con sẽ có bữa trưa ngon lành. Nếu trải vào buổi tối, con cũng sẽ có bữa tối luôn. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Beruto mang chiếc khăn về nhà. Tối đó cậu làm y như lời ông Bụt. Trên bàn ăn hiện ra rất nhiều món ăn. Đó toàn là những món Beruto và mẹ của cậu chưa bao giờ được thử cả. Này Beruto, cậu đang làm gì vậy? Cậu không thấy sao? Tớ đang phơi khăn. Có mỗi một chiếc khăn tầm thường mà cũng phơi cẩn thận như vậy sao? Cậu đừng coi thường. Đây là chiếc khăn thần kỳ đấy. Nó có thể biến ra cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon. Thật sao? Thật. Beruto, lại đây giúp mẹ một tay. Con ra ngay đây ạ. Mẹ gọi tớ, tớ phải đi đây. Và một lần nữa, tên Juan tham lam lại tráo đổi chiếc khăn của Beruto. Sao đồ ăn lại không xuất hiện nữa? Khi chiếc khăn không còn biến ra các món ăn được nữa, Beruto buồn rầu, cậu lại một lần nữa đi ra bờ sông. Ông ơi, chiếc khăn mà ông cho cháu, nó không còn biến ra thức ăn như trước nữa. Bây giờ nó chỉ còn là một chiếc khăn trải bàn bình thường thôi. Lạ nhỉ? Thế ngoài mẹ con ra, con có kể chuyện về chiếc khăn cho ai khác nữa không? Con có kể cho Juan, hàng xóm của con. Lần này thì ta không có gì để cho con ngoại trừ cây roi da này. Nó sẽ giúp con tìm ra và trừng phạt kẻ đã lấy đi chiếc khăn và con lừa của con. Beruto, cậu lại có thứ gì hay ho hả? Cho tớ xem với. Tớ có cây roi này lợi hại lắm nè. Nó có thể biết tên lấy cấp độ của tớ. Lợi hại vậy sao? Đúng vậy. Roi thần, hãy tìm và dạy cho tên ăn cắp đồ của ta một bài học. Đau quá, đau quá, xin tha cho tôi. Đánh mạnh vào, mạnh nữa vào. Thôi, tha cho tớ. Beruto, tớ biết lỗi rồi. Tớ sẽ trả lại cho cậu con lừa và chiếc khăn thật. Từ đó về sau, chiếc khăn và chú lừa lại trở về với Beruto. Và hai mẹ con cùng sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!